Làm thế nào để kiểm soát cơn giận giữa vợ chồng, giữa con cái? Bạn biết đấy, cái việc này thường xuyên xảy ra trong mỗi một gia đình. Và vì vậy nếu bạn không có chiến lược cho nó thì vô cùng nguy hại. Khi một người cãi vã nổi nóng thì thường xuyên nói to, và bên kia thì cũng nói to lại ở cấp độ gấp đôi. Và chỉ sau 1-2 phút thôi, cơn giận đấy biến thành một cuộc cãi vã vô cùng ngu ngốc. Và đặc biệt khi ngu ngốc, người ta sẽ làm những việc của những con thú mất não, nói ra những câu rất ngu xuẩn, tạo ra những sự tổn thương vô cùng to lớn. Và tôi thấy rất nhiều người xúc phạm nhau trong những cơn giận như vậy, và chúng ta mất mát rất nhiều. Hôm nay bạn phải có chiến lược cho việc này, và tôi đề nghị bạn mấy mẹo nhỏ như sau. Thứ nhất là cần phải có quy định với nhau, thi thoảng nếu người này nóng lên thì người kia phải nhịn đi và ngược lại. Thứ hai, sau mỗi một cái việc đó bạn nên dừng lại. Muốn hạ hỏa, cách tốt nhất là vào làm một cái cữ tắm, và nếu có tắm nước lạnh nữa thì càng tốt. Đấy là hạ hỏa theo nghĩa đèn đấy. Tiếp theo, và có thể chạy một vòng. Khi tập trung vào cơ bắp, tập trung vào đổ mồ hôi thì bỗng nhiên mình thấy cái lúc đấy sau mình ngủ thế chứ lại. Cuối cùng, khi cả hai bên đều hạ hỏa, ngồi lại giải thích tại sao là như thế này, tại sao là như kia, để xử lý triệt để bản chất của cái cuộc cãi vã đấy.